của đội ta nghe, lính ta hát. Mẹ bảo đấy, mẹ gọi điện cho bố mách đấy. Thôi, cái liệu thần hồn. Sao bố nó đi ấy lại bố cơ mà đèn à? Với đèn xanh, anh đang vượt đèn đỏ, bây giờ mới có đèn xanh anh nhá. Không, đèn xanh đấy cũng không có đâu ạ. Anh cho kiểm tra giấy tờ đi ạ. Em kiểm tra với anh luôn, anh xem đi. Đèn xanh ở đây cơ mà, tôi biết đèn xanh ở đây đâu. Anh cứ tìm đi ạ. Chào anh, anh kiểm tra giấy tờ ạ. Báo cáo với anh, xanh cái đèn này nào. Đèn ở đây xanh. Và đèn ở đây xanh, anh cứ kiểm tra lại nhá. Đèn lúc đấy anh đi là còn 24 giây đèn đỏ. Không, tôi có được mà các bạn. Vâng, anh mở lại xem nào. Rất là cảm ơn anh nếu như vâng. Là anh cho xem vâng. Luôn. Nhưng mà nếu giả sử thế này nhé, tôi có cao hành trình. Dạ. Giả sử nếu cô ấy cũng là không giả, nếu mơ đợi tôi. Dạ không bác, cứ mở camera để em xem luôn, yeah. Xem là em nhập hay là bác nhập. Kiểu bác nhận ra để cũng... Đây bác đánh gọn xe vào cái đường ra. Đánh rồi, xuống dưới này hay nào? Đánh gọn vào đây luôn. Cơ bản là nếu anh nói những cái câu, nếu mà anh có chót sai thì các chú thông cảm. Rồi, thông cảm, rồi, rồi. Nào bác mở lại cho em xem này. Đấy. Em chưa xem camera hành trình của các bác bao giờ. Đấy, rồi, không.